Putin đã đe dọa các nước phương Tây rằng nếu họ gửi quân vào Ukraine, có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn cầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc thông điệp quốc gia thường niên trước quốc hội, cảnh báo các nước phương Tây rằng có nguy cơ thực sự xảy ra chiến tranh hạt nhân nếu họ gửi quân đội của mình đến chiến đấu ở Ukraine. Putin cảnh báo Moscow có đủ vũ khí để tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở phương Tây, có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn cầu. Tại sao trong thông điệp liên bang tại cuộc họp thường niên trước quốc hội, ông Putin lại nói về chiến tranh hạt nhân có thể tấn công phương Tây chỉ có vài phút? Trong khi sử dụng phần lớn bài phát biểu để cam kết tính hiện đại hóa nền kinh tế và mang đến thu nhập cao hơn cho người dân khi đất nước đang phải vật lộn với sóng lạm phát gần đây. Vậy đâu mới là mục đích của Putin trong thông điệp này? ông lại đưa lời đe dọa cảnh báo về chiến tranh hạt nhân có thể tấn công phương Tây, nhưng thực chất đó chỉ là một đòn tâm lý gây hoang mang. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin ngày hôm nay của DBC. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên một điểm nóng trên kênh DBC. Kính thưa quý vị, vào hôm 29 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tăng cường đe dọa các nước phương Tây, cảnh báo rằng nếu họ gửi quân vào Ukraine, sẽ có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn cầu. Ông Putin đã đưa ra lời đe dọa ở phần đầu bài phát biểu liên bang hàng năm của mình trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới mà ông chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Ông đã phát biểu hơn 2 giờ trước Quốc hội Liên bang tại trung tâm hội nghị Konstantinov hoành tráng của Moscow, cách điện Kremlin một đoạn ngắn, được bao quanh bởi an ninh thường xuyên chặt chẽ với các đường phố xung quanh bị phong tỏa. Ông Putin cho biết lực lượng hạt nhân chiến lược của ông đã sẵn sàng hoàn toàn và gợi ý rằng vũ khí hạt nhân siêu thanh mà ông đề cập lần đầu tiên vào năm 2018 đang tiến gần đến trạng thái sẵn sàng hoàn toàn và một tuyên bố không thể được xác minh. Ông Putin đã nhiều lần nêu ra bóng ma hạt nhân kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine hơn 2 năm trước. Nga đã chuyển giao vũ khí hạt nhân chiến thuật cho nước láng giềng Belarus vào năm 2023 và CNN đưa tin trong tháng 2 năm 2024 rằng Nga đang cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân không gian có thể phá hủy vệ tinh. Putin đe dọa tấn công hạt nhân chỉ là lời nói dối. Vào hôm 26 tháng 2, ông Macron đã gây xôn xao khi cho rằng phương Tây không nên loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine. Đây sẽ là một bước đi mang tính biểu tượng và thực tế to lớn đối với sự hỗ trợ của đồng minh đối với Kiev. Quốc gia cho đến nay đã cung cấp hàng tỷ đô la quốc phòng nhưng đã cố tình ngừng gửi lực lượng vì sợ bắt đầu một cuộc chiến trực tiếp với nước Nga có vũ khí hạt nhân. Mỹ và các nước khác nhanh chóng dựa một gáo nước lạnh vào ý tưởng này. Nhà Trắng nói rằng rõ ràng là Mỹ sẽ không gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine. Các quan chức Mỹ đã nhấn mạnh rằng Washington chưa bao giờ và sẽ không có ý định thay mặt Kiev đứng ra đàm phán với Moscow. Mott Galelty, người đứng đầu công ty tư vấn Maya Intelligence và là giáo sư danh dự tại Đại học London cho biết, Macron đã trao cho Putin một món quà tuyên truyền vì nó củng cố câu chuyện của ông rằng Moscow đang chiến đấu với phương Tây trên diện rộng thay vì chỉ Ukraine. Tuần trước là đánh dấu 2 năm ngày Moscow xâm lược toàn diện Ukraine, một cuộc chiến bắt đầu tồi tệ đối với Nga với tổn thất nặng nề về quân đội, nhưng gần đây đã chứng kiến những thắng lợi trên chiến trường cho cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin và lo ngại rằng nếu sự ủng hộ của phương Tây dao động, Ukraine sẽ có thể đấu tranh để đảo ngược chúng. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia nói với NBC News rằng lời lẽ hạt nhân của Nga là liều lĩnh và vô trách nhiệm. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi họ tự bảo vệ mình trước sự xâm lược của Nga. Người phát ngôn nói thêm, chúng tôi không thấy bất kỳ lý do nào để điều chỉnh tư thế hạt nhân của mình, cũng như không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông nói, ý kiến cho rằng Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào không gian chỉ là lời nói dối khiến chúng ta coi thường. Putin thường đưa ra những lời đe dọa như vậy trong hai năm qua, kể từ khi ông xâm lược toàn diện Ukraine. Không có khả năng leo thang hạt nhân của cuộc chiến Nga-Ukraine Trước đó, vào ngày 21 tháng 2, Tổng thống Biden gọi ông Putin là kẻ điên khùng vì đưa ra lời đe dọa hạt nhân chống lại phương Tây trong một buổi gây quý ở San Francisco. Kể từ khi xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022 của Nga, các nhà lãnh đạo chính trị, chuyên gia kiểm soát vũ khí hạt nhân và công dân thế giới đã cố gắng trả lời một số phiên bản của câu hỏi liệu Putin có sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến ở Ukraine không? Nguy cơ chiến tranh hạt nhân toàn cầu trên thực tế đã biến mất. Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô cho biết trong bài phát biểu nhận giải Nobel vào năm 1991, mặc dù Nga và Mỹ vẫn giữ lại kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của mình. Năm 2021, nhiều người đã yên tâm khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong hội nghị thượng đỉnh Geneva nhắc lại tuyên bố của Gorbachev Reagan rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ được chiến đấu. Trước tình hình trong nước đang gặp nhiều vấn đề, Putin sẽ cảm thấy áp lực bởi những dấu hiệu ngày càng gia tăng về sự ủng hộ từ phương Tây cho Kiev. Thực chất, Nga muốn đàm phán để chấm dứt chiến tranh nhưng đưa ra yêu sách. Nhà lãnh đạo Nga nhiều lần bày tỏ mong muốn đàm phán để chấm dứt giao tranh, nhưng đưa ra yêu sách rằng Nga sẽ giữ vững lợi ích của mình. Ông Putin nói rằng Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về các vấn đề ổn định chiến lược, ám chỉ các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí từng được tiến hành với Mỹ trước chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Frodor Lujanov, một chuyên gia về chính sách đối ngoại thân cận với Điện Kremlin ở Moscow cho rằng, mục tiêu của Tổng thống Putin là tránh việc phương Tây can dự trực tiếp hơn vào một cuộc chiến ở Ukraine và đạt được các cuộc đàm phán theo những điều kiện mà Nga chấp nhận. Trong thông điệp liên bang của ông Putin, ra tín hiệu rằng ông muốn các cuộc đàm phán không chỉ bao gồm tương lai của Ukraine, mà còn cả an ninh bình đẳng và không thể chia cắt ở Á-Âu. Nhà Trắng đã bác bỏ nỗ lực của ông Putin nhằm đặt Mỹ vào trung tâm của bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine. Các quan chức Mỹ nói rằng Washington chưa và sẽ không đàm phán thay mặt cho Ukraine. Người Nga đang phải chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến Thưa quý vị, Zelensky nói về cuộc giao tranh ở thị trấn Adivka bị vây hãm ở miền đông Ukraine, nơi ông đã tới thăm hồi tuần trước. Hàng ngàn, hàng ngàn binh sĩ Nga tử vong, thậm chí không ai đưa xác họ đi. Theo hãng tin Reuters, ông Zelensky không đưa ra bằng chứng cho thông tin của mình. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích quân sự phương Tây cũng nói với Nga đang trả giá đắt về con người và khí tài để kiểm soát những khu vực ở miền Đông và Nam Ukraine. Trong khi đó, các quan chức Nga cho rằng phương Tây hầu hết thổi phồng thiệt hại của Nga và ngược lại thường đưa ra con số thấp hơn thực tế khi nhắc tới thiệt hại của Ukraine. Hồi tháng trước, ông Putin hung hăng cho rằng vị thế của Nga đã được cải thiện, đồng thời nhấn mạnh Moscow sẽ không ngừng chiến dịch quân sự đặc biệt cho tới khi đạt được các mục tiêu, bao gồm việc phi quân sự hóa ở Ukraine và đưa nước này quay lại tình trạng trung lập. Mục đích của Putin là xoa dịu người dân và củng cố quyền lực của ông trước cuộc bầu cử. Trước tình trạng người dân Nga đang phải chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến, Putin dùng bài phát biểu của mình để ca ngợi thành quả của nền kinh tế Nga và công bố các dự án quốc gia mới trước cuộc bầu cử. Nơi ông không gặp phải sự phản đối đáng tin cậy nào sau khi ứng cử viên phản chiến duy nhất của đất nước bị cấm tranh cử và Alexei Navalny, đối thủ đáng gờm nhất của Putin, qua đời trong một nhà tù ở Bắc Cực vào tuần trước. Cái chết của thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny và hàng loạt vấn đề trong nước đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích trong và ngoài nước. Ông Putin hiện nay đã 71 tuổi, đang tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, dựa vào sự kiểm soát chặt chẽ đối với hệ thống chính trị Nga mà ông đã thiết lập trong suốt 24 năm cầm quyền. Những nhà phê bình nổi tiếng có thể thách thức ông đều đã bị cầm tù hoặc đang sống ở nước ngoài, trong khi hầu hết các phương tiện truyền thông độc lập đều bị cấm. Có nghĩa là khả năng tái đắc cử của Putin hoàn toàn được đảm bảo. Bài phát biểu tập trung vào các vấn đề cơ bản trong nước như đường cao tốc, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng năng lượng và giáo dục Mục đích chính của Putin khi đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ trong thông điệp liên bang là nhằm xoa dịu người dân Nga trước thềm cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra, trong đó ông là ứng cử viên hàng đầu. Ngoài ra Putin cam kết hiện đại hóa nền kinh tế và mang đến thu nhập cao hơn cho người dân khi đất nước đang phải vật lộn với sóng lạm phát. Ông tuyên bố sẽ hỗ trợ các gia đình bình dân, người hưu trí và giáo viên, nhưng thông điệp rõ ràng nhằm chấn an người dân và đảm bảo rằng họ vẫn tiếp tục ủng hộ chiến sự tại Ukraine. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.